Rồi, xin chào quý vị, quý khán giả yêu hoa, yêu cây cảnh, chào đại gia đình. Thì rất nhiều bạn đã hỏi tôi rồi comment hỏi về cách sử dụng dịch chuối như thế nào. Thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ là cái cách phun dịch chuối và tưới dịch chuối cho cây hoa hồng. Đó. Thì trong cái bài cho hoa hồng ăn dịch chuối, cho hoa hồng ăn chuối và cách làm dịch chuối thì tôi có giới thiệu rất là chi tiết cách làm rồi cách phun như thế nào. Thì hôm nay tôi sẽ làm trực tiếp đây cho anh chị xem. Thì những cây hoa hồng này là đã qua một đợt hoa rồi. Trước khi mình phun dịch chuối thì mình sẽ cắt tỉa đi gọn gàng đi. Đó, rồi mình bắt đầu phun dịch chuối. Thì cây này là cây cây La Phong này anh chị. Việc đầu tiên là cắt tỉa nhá. Cây La Phong này sắp tàn hoa rồi. Cắt tỉa gọn đi. La Phong ngày hôm nay là ngày 29 tháng 10 nha anh chị, ngày thứ ba 29 tháng 10. Anh chị nhớ giùm tôi sẽ review lại xem là mọc mầm và ra hoa như thế nào nha. Cây này là cây Rimline, ngày 29 tháng 10 cắt tỉa và phun dịch chuối. Thì trong cái bài cắt tỉa tôi có một bài cắt tỉa riêng, anh chị xem và nghiên cứu thêm. Thì ngày hôm nay về nói về chủ đề là phun dịch chuối, do đó tôi không có nói sát, tôi chỉ cắt tỉa cho anh chị thấy thôi. Cây Rimline này nó mới vừa mới tàn hoa, hoa còn dùng được, nhưng mà mình đây là mình làm để cho anh chị xem, do đó là mình cắt tỉa, cắt cho gọn gàng những cành tăm này nọ, mình cắt tỉa hết đi để cho nó ra đợt hoa mới khi mình phun dịch chuối. Rồi, cây này là cây Valentine đây nè, vừa mới hết hoa nè bạn. Khi cây vừa hết hoa thì mình cắt tỉa. Cắt tỉa cho gọn đi hết, những cái này thì mình đem đi mình bỏ đi, vì trong những cái hoa này á nhiều khi nó còn dính lại bọ trĩ này, nhện đỏ, mình phải đem đi tiêu hủy đi. Rồi xong, những cây này tôi đã vô chậu rồi thì hôm nay tôi bổ sung thêm, vì cây đã qua một đợt hoa rồi mình chỉ bổ sung thêm phân thôi. Ví dụ như cây này là cây mông cua này, mình cho nó ăn thêm ít phân bò, cho thêm ít phân bò thôi. Rồi. Blue Sky cho thêm ít phân bò. Mình hơi xới đất lên chút cho đất tơi xốp cho bạn. Xới đất lên chút xíu cho đất tơi xốp. Cho ít phân bò. Đây là phân bò thôi, không có gì hết, rẻ tiền anh chị. Tức là tôi khẳng định với anh chị là không nhất thiết phải sử dụng loại phân gì. Phân gì cũng được. Đó. Ví dụ cây La Phong này tôi cho nó ăn phân trùng quế đây. Trùng quế này cho nó ăn nhiều lên, vì trùng quế này có thể pha trộn với giá thể 30% hoặc 20% được, do đó mình cho nhiều lên không sao hết. Ngày 29 tháng 10 nha anh chị. Rồi, bổ sung thêm NPK đầu trâu 20-20-15. Cho khoảng một cái thìa này thôi, chưa tới một thìa nha chị, mỗi gốc cây này chưa tới một thìa, mỗi gốc cây chưa tới một thìa. Đấy. Đây. Phần này, phần đất trộn giá thể, trộn trong cái bài giá thể, trộn giá thể tôi có hướng dẫn rồi anh chị xem nha. Đất này bổ sung thêm đất gì, nó còn ít đất mình bổ sung thêm. Đấy. Rồi cái cây Rimline này mình cho ăn phân dê, phân dê cho khoảng
hai thìa, 2 đến 3 thìa ăn cơm, 2 đến 3 thìa ăn cơm nha. Đó. Rồi. Bổ sung thêm NPK 20 20 15. Đầu trâu NPK 20 20 15. Chưa tới 1 thìa ăn cơm, rồi xong. Như vậy là cái phần phân đã xong. Cho thêm ít giá thể vào. Rồi. Xong phần phân. Bây giờ đến phần tưới diệt chuối. Thì là mình cắt tỉa đâu đó gọn gàng hết cây rồi thì cây nó sẽ bật mầm, do đó mình sẽ tưới diệt chuối. Những cây này cắt tỉa hết rồi nha anh chị. Tôi có đánh dấu và ghi ngày tháng hết. Tôi sẽ review lại cây bật mầm như thế nào cho anh chị xem. Thì đây, anh chị nên sử dụng cái loại này nha, con ong vàng. Tức là tất cả những cái sản phẩm này tôi làm, tôi giới thiệu thì là thời đại của chúng ta là thời đại công nghệ 4.0. Do đó là anh chị lên Google mua. Lên Google mua nha. Mọi thứ từ phân thuốc này nọ thì các bạn tìm trên Google. Vì tôi ở Sài Gòn, bạn ở Quảng Ninh, bạn ở Bắc Giang, Hưng Yên này nọ, bạn hỏi tôi là tôi mua ở đâu thì tôi không thể nói là tôi mua ở đâu được, bạn không thể tới đó bạn mua được. Mua trên Google. Con ong vàng, cái này xài tốt lắm nha bạn. Mọi thứ. Đây là 1 lít dịch chuối, 1 lít dịch chuối pha với 4 lít nước. Đây là 5 lít nè, cái này là 4 lít nước nha bạn, 4 lít nước. Pha vào đây. Thì trong cái bình này nó có này, nó chặn lại những cái cặn nè, rất là tốt. Cái loại này tôi sử dụng rất tốt nha bạn. Đó. Một lít dịch chuối pha với 4 lít nước. Nửa lít nè, cái này nó thêm cái này là 1 lít nè. Bạn thấy không? Những cái phần cặn nó sẽ được giữ lại để cho cái đầu pet của mình là nó không bị nghẹt. Cái loại này sử dụng rất tốt, bạn tìm trên Google mua nha. Rồi còn cái cặn này mình cũng có thể tưới ở vào những gốc này nè. Nửa lít, cái này thêm đây là 1 lít nè. Một lít dịch chuối thì ta pha đầu trâu NPK 30 15 10 cho nảy chồi và ra lá. Một cái thìa như thế này là 1 gram, 1 lít dịch chuối và 1 gram này nha bạn. Đó. 1 gram. Dịch chuối này không có độc hại gì hết, do đó là tôi không cần phải bảo vệ mình. Cái này có thể uống được mà. Rồi xong. Đâu đó đây bạn. Khuấy đều lên nha. Khuấy đều lên. Tháng 3 ngày 29 tháng 10. Khuấy cho đều lên và bằng sơn. Mắt được. Mắt đều tán. Cái nắp rồi. Không cần nắp luôn. Vì đây là dịch chuối này nó rất là an toàn, không có độc hại đến sức khỏe con người. Do đó tôi không cần phải đeo khẩu trang hay gì hết. Khi bạn dùng thuốc trừ sâu thì bạn nên dùng khẩu trang găng tay nha. Bây giờ mình phun.
loại này sử dụng rất tốt là bạn phun, phun ướt đều từ dưới lên toàn thân. Một tuần hoặc 10 ngày bạn phun một lần. Đây, những cây này là mới cắt tỉa, do đó mình phun nó sẽ bật mầm đây này. Bạn hãy coi kết quả của tôi trong vòng 10 ngày đến 2 tuần nữa nó bật mầm rất đẹp, phải bạn xem nhá. Đấy. Rồi. Như vậy là tôi đã phun dịch chuối xong. Dịch chuối rất tốt cho cây hoa hồng, không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường, do đó là không vấn đề gì hết. Trong vòng 10 ngày hoặc là 2 tuần sau tôi sẽ review tiếp là cây mọc mầm như thế nào. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh của tôi Artis Dương Ngọc. Ngay sau khi chúng ta tưới dịch chuối là qua 2 ngày sau là chúng ta phòng bệnh bằng Nativo và bọ cạp Hà Nội nè. Đó. Các bạn xem kết quả nè. Ngày hôm nay nè, trời Sài Gòn đang mưa bão. Sài Gòn đang mưa bão tháng 11 ngày 11. Đó. Kết quả sau khi tôi tưới dịch chuối nè anh chị. Đó. Sau khi mình tưới dịch chuối trong vòng 2 tuần lễ là cây bật mầm rất khỏe đẹp anh chị. Đó. Cây mông cua nè, mầm quá trời đẹp luôn. Blue sky nè anh chị, blue sky. Quá nhiều mầm. Đó. Đây cây này cây Lafon nè, Lafon. Mầm bật nụ rồi. Đây là mông cua, mông cua. Cây này là cây pin rim. Pin rim thì mới có nhú mầm thôi, mầm rất còn bé. Đây, cây Valentine đây, Valentine đây, Valentine đây này. Mầm đỏ rất nhiều nụ anh chị thấy. Kết quả của việc sử dụng dịch chuối thì anh chị tham khảo lại bài cách cho hoa hồng ăn dịch chuối nha, ăn chuối. Đấy. Mầm bật rất khỏe. Tất cả những cây tôi chăm sóc đây đều sử dụng dịch chuối thì là mầm bật khỏe lắm. Đấy. Mầm đỏ rất khỏe, mầm nào cũng có nụ. Do đó là cái phương pháp dùng dịch chuối là rất hiệu quả, anh chị tham khảo nha. Cách cho hoa hồng ăn chuối và cách làm dịch chuối. Do đó cái video của chúng tôi là kết thúc. Thì là anh chị thấy có hữu ích cho anh chị thì xin hãy đăng ký kênh Artis Dương Ngọc Sơn. Chúng tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm bổ ích trong việc chăm sóc hoa hồng và nhiều vấn đề khác cho anh chị. Hãy đăng ký kênh của tôi và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Xin cảm ơn và hẹn các anh chị vào video clip sau. Hãy đợi kết quả đăng ký của tôi, đợi kết quả thì tôi sẽ cho anh chị xem là hoa sẽ nở như thế nào. Xin cảm ơn mọi người đã xem video clip.